Chào mọi người nhé, thì hiện tại mình lại vừa sửa xong một phẩm debit PA2. Lỗi trên máy này bật lên bị xanh màn hình nhé. Bật lên xanh màn hình, sau khi sửa chữa thì máy chạy ok. Chu trình khởi động của máy qua hai màn logo. Sau màn logo này nó sẽ load vào menu và máy sẽ chạy. Ok, mình kích tay này. Nhận tín hiệu vào. Máy lên ok nhé. Về dòng này thì về toàn bộ công nghệ chương trình phần mềm, bên mình đã làm chủ hoàn toàn, cập nhật đủ các thành phần linh kiện thay thế trên bên bo, chip IC giải mã các thứ USB thì luôn luôn có sẵn, nên là các máy lỗi tiếp nhận về làm rất nhanh. Hỗ trợ sửa chữa full bản bệnh, xanh màn, trắng màn, treo logo, báo lỗi no firmware USB, một số mã lỗi khác, lỗi reset, lỗi khởi động đi khởi động lại, sơ đồ mất tiếng, mất kênh, rè nghẹt méo tiếng, kênh to kênh nhỏ, không lên nguồn, không nhận máy tính, đó liệt điều khiển không điều khiển được, báo lỗi panel, mã lỗi panel update, mã lỗi treo logo debit kèm theo dòng chữ panel update ở hàng cuối cùng. Mọi thông tin chi tiết về sửa chữa các lỗi trên dòng này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy là 0979 486089 hoặc là 0868 599 641. Những ai chưa đăng ký kênh, mọi người xem video này nhé. Mọi người yêu quý kênh thì đừng tiếc gì một lượt bấm đăng ký kênh và hãy kích vào nút biểu tượng hình quả chuông báo để thường xuyên theo dõi và cập nhật được sớm nhất những video mà kênh đăng tải hàng ngày. Bên mình sẽ liên tục cập nhật các video về sửa chữa các cái dòng máy lên trên kênh để cho mọi người cùng tham khảo. Đó. Ngoài ra thì mọi người truy cập vào trong phần danh sách video của kênh để tìm hiểu tham khảo thêm nhé. Bên mình thì chuyên làm cho anh em đại lý công ty, anh em tương lai buôn hàng bãi hàng mới rất nhiều, đây là cái lượng máy thì tiếp nhận xử lý sửa chữa bài cực nhiều luôn. Các văn bệnh mình nắm rất là rõ rồi, tiếp nhận máy đo đạc kiểm tra xác định linh kiện lỗi thay thế là chạy thôi. Về cái chất lượng máy chất âm sau khi sửa chữa không thay đổi nhá, vì linh kiện thay đều là linh kiện mới chính hãng.